khoảnh khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới công thương gia. Bức ảnh và những bài nói, bài viết của Bác đã trở thành kỷ vật truyền thống để khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh với giới công thương gia, đã trở thành linh hồn của phong trào doanh nhân và doanh nghiệp ngày nay. Năm 2004, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 13 tháng 10 làm ngày doanh nhân Việt Nam. Đây có thể coi là ý tưởng cao cả mà về sau được xem là đã làm sống lại thông điệp một thuở của Bác Hồ. Cuối tháng 8 năm 2004, tờ trình được gửi đi thì ngày 20 tháng 9, cố Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định chọn ngày 13 tháng 10 làm ngày doanh nhân Việt Nam. Đây là thời khắc quan trọng và vô cùng ý nghĩa, đánh dấu việc ra đời tầng lớp doanh nhân ngày nay. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng cho rằng bài học rút ra là phải khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí kinh doanh, giải phóng các lực lượng sản xuất, phát huy sức mạnh vật chất và trí tuệ, tinh thần của nhân dân, huy động và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Thành công nhiều hay ít trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước tùy thuộc vào mức độ giải phóng nguồn sức mạnh vô tận này. Dẫu đã có một ngày doanh nhân Việt Nam, con đường đi của cộng đồng doanh nhân vẫn còn nhiều gập ghềnh, ngay cả khi Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa hội nhập cao nhất. Tuy nhiên, điều đáng mừng là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã và đang được khẳng định. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2011, Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã ra đời. Đây chính là nghị quyết đầu tiên của Đảng về doanh nhân. Trong lịch sử 81 năm nay của Đảng ta, đây là lần đầu tiên có một nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Bây giờ vấn đề đặt ra là phải triển khai tổ chức chỉ đạo thực hiện. Thì cũng rất mừng là các đồng chí thấy đã xác định được trách nhiệm của doanh nghiệp, của VCCI rồi, của các đồng chí các bộ ban ngành rồi. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và bản thân các đội ngũ doanh nghiệp. Với mong muốn tạo động lực, sức mạnh và chỗ đứng cũng như nói lên tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển sánh ngang với các nước trên thế giới. Năm 2013, theo đề xuất của VCCI, lần đầu tiên tầng lớp doanh nhân Việt Nam đã được chính danh và ghi vào hiến pháp. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, lần đầu tiên doanh nghiệp doanh nhân được xác định là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, một tinh thần tiếp cận mới đã và đang được thắp lửa qua thông điệp Chính phủ hành động, Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo đã và đang được Chính phủ mới nỗ lực tiến hành. Trong thời gian qua, Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều nghị quyết để giúp đỡ và hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này đã thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của nhà nước đối với lực lượng doanh nhân. Điều đó đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam tiếp tục trụ vững trước khó khăn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ kiên định phương hướng kiến tạo phát triển, đồng hành cùng với doanh nghiệp doanh nhân để các doanh nghiệp cùng với người dân cả nước phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính và bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường. Cha ông ta đã nói, dân cường thì nước thịnh, muốn đất nước giàu mạnh thì dân phải giàu. Đất nước không thể giàu mạnh nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém. Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời là khẳng định của Đảng, Nhà nước về vai trò của khu vực này đối với nền kinh tế. Về phía doanh nghiệp, đây thực sự là một sự tôn trọng, mong muốn và ghi nhận từ phía Đảng, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước để cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập. Theo đề nghị của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Chính phủ, nếu doanh nghiệp có thể tạo 10 việc làm đàng hoàng thì cấp xã nên ghi nhận, tạo 100 việc làm, huyện sẽ tôn vinh, 1.000 việc làm, tỉnh tôn vinh ghi nhận, 1.000.000 việc làm đàng hoàng, Chính phủ tôn vinh họ là dũng sĩ, anh hùng. Với mong muốn đó, hàng năm, VCCI đã thực hiện tôn vinh hình tượng doanh nhân Việt Nam, người lính thời bình để tạo nên hào khí vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn với doanh nghiệp Việt Nam khi cùng lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19 bùng nổ, khiến tình hình kinh tế, xã hội cũng như hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và các bộ ban ngành, VCCI đã tiên phong và đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm ra giải pháp kịp thời, phù hợp, dần thích ứng và từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất và vững bước đi lên.
Trái ngược với tình hình ảm đạm của nền kinh tế thế giới, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt mức 2,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2020 còn là năm có ý nghĩa bản lề đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, là năm quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp khi Đại hội đại biểu Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tựa đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới" đã nhấn mạnh việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Với những định hướng rõ ràng, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. Đây cũng sẽ là động lực, là kim chỉ nam giúp đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển đi lên và ngày càng hội nhập với thế giới.